Hội nghiện thú cưng. Khiếp, trông bẩn quá đấy. Không sao, dọn xít cho thú cưng thì có gì mà ngại. Thế là nhanh gọn nhẹ thôi mà. Mùi quá đấy. Ôi trời, lại thêm một con nữa à. Sao cứ nhằm cái chỗ này mà vứt thế. Má ơi, còn chơi cả kinh công thì chịu rồi. Cục xít này có vẻ nặng cân thật. Kiếm chỗ khác mà ngồi thì không chịu. Ai bảo cứ ngồi đấy cho khổ cái mũi ra. Dịch vụ tang lễ. Gia đình đang làm lễ cầu nguyện cho một anh chàng xấu số vừa qua đời. Thôi đừng buồn nữa mà, đến giờ đem đi hỏa táng rồi. Ủa, người đâu? Sao lại biến thành cái bánh thế này? Trời ạ, à, thằng say rượu nào nhầm bánh với cả người chết thế này. Cục mụn khổng lồ. Đi tắm cái nào. Ôi không, sao có cục mụn to tướng ở trên mũi thế kia. Hello con gái. Đâu mụn đâu, đưa mẹ xem nào. Này thì mụn này. Ủa, mẹ ơi, cái gì kìa? Cục mụn nhảy lên mũi mẹ rồi kìa. Mụn này. Ôi giời, nó lại hiện ra mặt rồi. Mình cũng có cục còn to hơn nè các bạn. Khoan đã, đừng có bóp ở đây. Ôi giời ơi. Nghệ thuật, điều khác. Anh chàng chăm chỉ đang tạc một bức tượng gì đây? Có vẻ hơi lâu nha. Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh chàng vẫn tạc, tạc nữa, tạc mãi đến nỗi râu ria trắng xóa cả rồi. Chà, cuối cùng cũng xong, thật là một công trình thế kỷ. Và giờ là màn ảo thuật tiêu tan bức tượng. Cả nhà cho xin một tràng pháo tay mạnh hơn nữa đi nào.